em mến chào cả nhà nha. Con chào ông bà cô chú nha. Con chào ông bà cô chú nha. Hôm nay em chắc chưa buồn quá, em có làm mẹ con em có làm một món bánh cả nhà ơi. Hôm qua thì em tính làm mà em không có làm, em lột được một ít dừa rồi đây mà em không có đi chợ được. Hôm nay em mới đi chợ em mua rau sống với dưa leo với củ sắn. Giờ con gái em nó nạo dừa. Ủa mà mẹ làm bánh gì vậy mẹ? Mẹ làm bí mật đi, giờ con nạo dừa đi chút xíu nữa rồi mẹ làm cho ăn. Thôi nhìn này là biết rồi. Bí mật đây. Lấy nước luôn hả? Qua em nạo dừa ngày em lột dừa ngày em qua lận mà bữa nay em mới làm. Nên là nhiều củ sắn quá hay mẹ, rau quá trời luôn. Làm ăn cái đã bữa mà. Nay là đầu tư quá trời rồi đấy mẹ. Đầu tư lớn luôn mà con. Dừa nhà nên em làm nhiều dừa lắm cả nhà ơi, cho nó béo nó ngon. Dừa đây là nó béo dữ lắm, béo luôn. Cái này nãy mẹ chặt mấy trái mẹ? Mày lột nãy 5 trái. Mà trái nó cũng không có được bự nữa, nó nhỏ nhỏ, nó gôi gôi gì không à. Có cái thì nó cũng nhờ được, có cái dày cơm. Cái dày cơm quá nè. Dày cơm. Trời, vừa ra con chồng mà nhăn chơi lia lịa luôn kìa bà. Cái trái này nó mỏng quá. Rồi đó, mẹ giao cho mỹ nhân. Củ sắn củ nào bự bự không này mẹ? Chết rồi mẹ. Con nào phải vòng tròn tròn trước. Giờ mẹ giao nó cho mỹ nhân đó. Mẹ quay qua mẹ. Làm sao mà có nước dừa uống nữa ta? Trời, phải đầu tư lớn nè con. Giờ mẹ lột củ sắn. Lột củ sắn cái nữa, mẹ sắp thịt cái nữa là bắt đầu vô là nửa tiếng là có ăn lắm nha chứ. Dạ dạ. Chế độ là caramel là cho một chế độ một cái thôi nha. Con giờ con quay ơi, con phải giờ con bây giờ mình quay tới đây thôi để con vô phụ tiếp nghe mẹ. Rồi, con vô phụ tiếp mẹ đi cho mau. Em giờ em xắt củ sắn, em là xào nhân nha cả nhà. Gái em nó nạo dừa cũng xắt xong rồi. Giờ em xắt củ sắn, em quay qua em xắt thịt cái nữa là chỉ mình cần chỉ đổ thôi cả nhà ơi. Em làm món bánh xèo nha cả nhà. Sao nói mẹ nói bí mật vậy mẹ nói rồi nhá. mẹ quên. Còn quên mẹ không giấu được. Thấy mỹ nhân nào vừa hay chưa? Siêu không chết. Siêu quá mẹ ơi, nguyên liệu này sáng mẹ mua hết nhiêu mẹ? Mẹ mua đâu trăm mấy gì đó con. Tưởng đâu gần 200 nhá. Trăm mấy mà nhân với rau thôi đó chứ không có thịt nha. Thịt với tôm của mình là mua sẵn rồi. Hôm nay mình chia lớn luôn. Giờ mình làm xong cái này còn làm gì nữa không mẹ? Xong này là chỉ là mẹ vô mẹ xào nhân cái nữa là mẹ đổ bánh xèo thôi rồi lật rau. Giờ em sắt củ sắn xong rồi, em gái em cũng nạo dừa xong rồi cả nhà ơi. Giờ gái em về tới nó lặt rau. Giờ em xắt thịt. Em xắt thịt nó vô em xào nhân như cái nhà. Củ sắn này nhiều quá này mẹ. Tới mẹ mua cái 2kg luôn mà. Giờ mình xắt thịt nữa cái là mình xào nhân. Dắt nước dây là dắt nước cốt của nó rau thì mới nhân cũng lặt rồi. Đây chưa lặt, đang lặt. Thì mẹ lấy mẹ xắt thịt rồi, rồi con lặt rau rồi rồi. Con lặt rau nhìn tươi quá mẹ, ngon quá mẹ. Là bữa nay rau mẹ lựa rau ngon mà. Thì sáng mình đi chợ sớm mà. Đó, đi chợ sớm mà cái nào nó cũng còn ngon hết trơn. Nhìn thịt cũng ngon quá này mẹ. Thịt cũng còn ngon mà rau nó cũng còn tươi nữa. Giờ mình xắt thịt cái nữa là vô là xử thôi hay mà mình xử ơi ơi chưa xử chứ nó còn là xử là mình đổ con ngon quá. Một khoảng thời gian thì em cũng xào xong cái chảo nhân của em rồi cả nhà ơi. Giờ em chỉ còn vắt nước cốt dừa với em phấy bột cái nữa là em đổ thôi. Nhìn nó thơm quá mẹ ơi. Nghe thơm không? Quá thơm luôn mẹ. Giờ thử đỡ đi. Thử đỡ trước thôi. Thử đỡ trước đi. Sao bây giờ em vắt nước cốt dừa nữa là em vô em trộn bột cái nữa là em xong cái món bánh xèo của em rồi, em chỉ còn đổ nữa thôi nha cả nhà.
đợi có món bánh xèo ăn thèm quá. Để dắt mấy nước nè. Để dắt 20 nước. À, nó cốt dừa ha. Mình nó béo hay mà. Để nó cốt nó kẹo. Dừa đây dừa nhà mà mình ăn mình đâu có hà tiện đâu con. Nhóc nước dừa chứ. Cái này mình mấy trái quên tiêu rồi mà. 5 trái dừa đó mà có nhiều mà dừa đây. Dừa này trái nhỏ nhỏ mà chứ nó có bự mà dù có nhờ có cái được dày cơm. Cười vậy. Coi cây ông nhìn cười. Vô. Quá chảy nước luôn. Ủa, không chia ra cái nước cốt nhất nó cũng nhẹ hả mày? Không, mình vô mình trộn hết vô đó, mình đổ mình hết đó. Em dắt nước cốt vừa xong rồi, bây giờ em trộn bột nữa là em đổ đó cả nhà ơi. Gán hương chút xíu nữa là có hưởng thụ rồi. Ờ, bữa nay mẹ mới một cây kéo mới về, cái cây kéo mới này nó no liền thấy không chứ. Cây này nhiêu tiền mà? 250 đó con. Trời ơi, nay đầu tư dữ vậy mà. Đầu tư dữ không? Đầu tư quá dữ luôn. Về cái là có cắt bột làm bánh liền, món bánh liền. Bữa nay về cái nó no à. Chỉ là còn pha bột nữa là mình đổ là mình hưởng thụ thôi. Cái này chắc nó béo dữ lắm mẹ. Béo chứ năm chứ vừa đó mà không biết thế nào đây. Kệ, bây giờ mình làm chín rồi đi rồi béo không béo gì mình cũng cho nó vô bụng hết trơn. Cái này mình trộn xong rồi mình làm gì nữa mẹ? Trộn xong rồi là mình lên vô chảo. Mình vô chảo là mình ăn thôi con. Còn cái bước cuối luôn phải không mẹ? Còn bước cuối luôn đó, bước cuối nữa là rồi đó. Nãy giờ thì em cũng làm xong. Nhân bột đồ em cũng làm hoàn thành rồi cả nhà. Giờ em chỉ còn đổ là em hưởng thụ thôi. Ừ, nó thơm hết biết luôn nè. Thơm không? Quá thơm luôn. Chỉ đổ nữa là xong rồi cả nhà ơi. Ừ, nhìn cái nhân. Ôi, có tôm luôn. Đầy đủ chứ con. À, chảo nó nhỏ gì chứ đổ bánh xèo nó rất là ngon. Còn ở đây một thao nữa. Ồ, xong được một dĩa nghe. Sau một khoảng thời gian thì em cũng làm hoàn thành cái món bánh xèo của em nha cả nhà. Giờ em dọn lên em cúng cái là bắt đầu em xuống em hưởng thụ thôi. Quá trời dĩa gạo ngon rồi nha. Dĩa gạo nó ngon. Rồi Mỹ Nhân bưng nước mắm đi Mỹ Nhân ơi. Đi thôi. Lính, đi theo lính ơi. Ngon quá. Ba ơi, nghe mùi thơm. Dạ. Ngon giống lắm. Rồi con để chút. Chút chút chút. Để cái dĩa bánh xèo nè. Quá trời cái dĩa bánh xèo. Mấy cái mẹ? Cái dĩa này hình như là 4 cái gì vậy? Cái này còn cỏ dưới nữa. 4 cái. 2 chén, 2 bơm, cái chén giữa là bánh xèo để. Một bên cái, bên 2 cái. Chỗ ơ, một bên. Lấy cái gì cái nhăn đó. Cái nhăn cúng trong nè bà nội. Giờ mình chỉ còn mình chờ đợi cúng cái nữa, mình chờ đợi trong giây lát xuống là mình hưởng thụ thôi. Nãy giờ bay hơi thơm quá trời luôn nè. Chắc nó đang trông đợi. Trông đợi luôn nha. Chắc nó đang trông đợi nãy giờ có nhiêu nè. Ồ, nhìn thấy hấp dẫn chưa chứ? Hấp dẫn rồi mẹ. Rau dồn luôn nha mẹ. Ờ, xin dồn lại đi. Ồ, quá ngon, quá ngon.
thơm phức luôn. Thơm phức luôn. Thơm mùi bánh xèo. À, chắc nó thấy mình nuốt nước mắm mà nó chảy nước miếng rồi mấy nha. Nuốt nước miếng nãy giờ đó. Nuốt nước miếng luôn ngay. Thơm quá. Làm cũng hả, công phu dữ lắm, nãy giờ cũng lâu lắm mới có món được món ăn nè. Đây phong cảnh đẹp quá nè mẹ. Phong cảnh đẹp không? Đẹp quá mẹ ơi. Chiều chiều này phong cảnh đẹp lắm. Phong cảnh đẹp lắm. Ba mẹ con dùng gì gì đó. Ba mẹ con dành sự bất ngờ cho anh nè. Gì nữa đây? Anh vô ra anh thấy cái gì vậy? Wow, quá tuyệt vời ta. Tuyệt vời không? Anh vô đúng thời điểm luôn hả? Đúng thời điểm luôn chơi. Này là món bánh xèo hả em? Em làm món bánh xèo. Trời ơi, cái món anh thích nữa. Ba mẹ con nãy giờ làm công phu lắm mới được món bánh xèo đó. Là giờ anh ngồi xuống ăn hay gì? Giờ thì anh chỉ ngồi xuống anh hưởng thụ thôi. Anh ngại quá vậy? Không có chi ngại em, có gì. Kiểu này tối phải thưởng cho em rồi. Thưởng không? Thưởng. Nhớ nha. Nhớ chưa? Dạ, dạ, bên đó được. Sau một khoảng thời gian thì mẹ con em cũng làm hoàn thành cái món bánh xèo nghe cả nhà. Em mời cả nhà cùng dùng bánh xèo với mẹ con em nha. Thơm quá mẹ ơi. Thơm không? Thơm luôn con. Quá thơm luôn nè. Ây thì cũng cây nhà lá vườn cả nhà ơi. Em không biết gì em chia sẻ nấy nha. Gia đình em mời cô chú anh chị cùng dùng món bánh xèo với gia đình em nha. Con mời ông bà cô chú dùng bánh xèo với gia đình con nha. Con mời ông bà cô chú ăn với gia đình con nha. Bánh xèo rối rau chấm nước mắm. Ngon chứ. Ngon mà. Chứ nãy giờ hả thèm lên lẻm rồi nó chờ đợi. Chờ đợi quá trời luôn nè. Cũng không uổng công hả không? Ông kẹ bên kia ăn ngon không mà đánh thinh vậy cà. Mẹ làm thì cha đâu có dám cãi đâu mẹ. Tất nhiên là nhất rồi, em làm nhất rồi. Đâu có, đi vuông vô đang đói bụng quá chứ. Đang đói bụng. Đang đói bụng đó, ăn ngon á. Cha vô đúng thời điểm luôn. Vô đúng thời điểm luôn, phải vô trễ chút xíu nữa, đâu còn miếng nào để ăn đâu. Nãy giờ có mấy quất nè. Từ chắc ở trên vuông là nghe anh thơm lận rồi. Là mới bơi về đó hả? Ừ. Chúng hơi là trễ chút xíu là ba mẹ con em dứt hết trơn rồi. Giờ ăn cơm với em, giờ ăn cái xèo với em chính rồi. Còn lâu ăn lại món bánh xèo của vợ làm quá là tuyệt vời. Em mà làm mà cho anh ăn mà đâu có tệ đâu anh. Nhất trên đời đúng không? Nhất trên đời. Chiều nay chút nó sắc đi leo là ngon rồi. Ăn bánh xèo chiều nay khỏi ăn cơm luôn rồi em. Chiều nay khỏi ăn cơm luôn rồi đó. Ngon quá trời. Ngon không con? Dạ ngon chưa. Còn ngon. Gái cha làm sao? Mình ăn bánh xèo vậy mình hết sảy con bà bảy luôn không? Dạ. Mình đỡ tốn bữa cơm chiều. Đỡ tốn bữa cơm chiều. Đỡ tốn bữa cơm chiều. Rồi ăn lại chứ ngon mẹ. Ngon chứ con. Vậy là mỗi ngày mình làm bánh xèo vậy là mình khỏi đỡ tốn bữa cơm chiều nữa con. Tính gì vô ngon đó. Tính ngon đó. Với đang đói bụng nữa nè, mình ăn nó ngon. Đói bụng lúc nào ăn cũng ngon phải không? Lúc nào ăn cũng ngon.